Nhi nó là vợ tao, tao hiểu rõ nó nhất. Còn mày với Nhi á, cũng chỉ là một thằng qua đường. Đêm tân hôn của mình mà vợ mình đi ngủ với thằng khác, trời ơi, chắc bây giờ anh muốn giữ giấy kết hôn tiếp đúng không? Khốn nạn. Mày muốn gì? Hẹn tao đây làm chi? Tôi muốn gì á, chắc anh cũng biết mà. Tao chưa thấy một thằng đàn ông nào làm người thứ ba mà chơi chẽn như mày. Thì giờ thấy rồi đó. Không biết cảm ơn tôi vì đã giúp anh mở mang tầm mắt à. Mày. Thôi, giờ tôi không có dài dòng với anh nữa. Tôi phải đi chăm sóc bản thân. Chứ để tàn tại như anh, trời ơi, tôi thấy tôi còn chê nữa. Chứ huống gì là Nhi. Sống với nhau không có hạnh phúc rồi, níu kéo chi vậy anh trai? Sao mày biết không hạnh phúc? Nhi nó là vợ tao, tao hiểu rõ nó nhất. Còn mày với Nhi á, cũng chỉ là một thằng qua đường. Đúng rồi, chỉ là qua đường thôi. Nhưng mà lúc Nhi qua đường với tôi á, nó thăng hoa lắm luôn á. Mày. Cười gì? Tao cười tại vì tao thấy mày tin vô mấy cái lời bẩn cợt của Nhi á. Đang đói mà ăn phở là thăng hoa phải rồi. Dù chỉ lần tô phở rẻ tiền. Là sao? Mày tưởng mày giành được Nhi hả? Mày đừng có mơ. Với lại tao thấy cả đời này chắc mày cũng không giành được đâu. Tại vì mày thiếu một thứ. Thứ gì? Giấy kết hôn. Mày đừng có hòng tao ly dị Nhi. Đúng rồi. Bây giờ chỉ mới dạo đầu thôi. À, anh còn nhớ cái đêm tân hôn của anh không? Thì sao? Liên quan tới mày. Trời ơi, không liên quan với tôi thì tôi nói làm cái gì? Có phải đêm đó Nhi không có ở nhà đúng không? Thì sao? Ngày vui của tao với Nhi mà. Tao để cho Nhi đi nhậu với bè bạn, thấy cũng quá chén. Mà lỡ đi về có gì thì sao? Trời ơi, anh đúng là một người đàn ông tâm lý lắm luôn á. Đương nhiên. Thôi, tôi thấy Nhi á, nó không xứng đáng với anh luôn á. Ý mày là sao? Cái đêm đó Nhi nó lừa anh. Nó không có đi chơi với bạn, mà nó ngủ với tôi nè. Mày đừng có bị đặt nghe chưa? Tôi không có bị đặt. Anh nghĩ tôi với Nhi mới quen đây hả? Anh sai rồi anh trai. Tôi với Nhi quen lâu rồi. À, anh biết tại sao nó cưới anh không? Tại vì nhà anh giàu thôi, là đàn ông với nhau. Thiệt, tôi thấy thương anh lắm luôn á. Đêm tân hôn của mình mà vợ mình đi ngủ với thằng khác. Trời ơi, chắc bây giờ anh muốn giữ giấy kết hôn tiếp đúng không? Khốn nạn. Dù gì á, con ghẻ tôi nó cũng lỡ tặng anh cặp sừng rồi. Coi như cái đấm này á, là tôi thay mặt con ghẻ tôi để xin lỗi anh được chưa? Mày làm gì vậy? Anh làm cái gì vậy? Em. Sao anh đánh anh Minh? Không có. Không có cái gì, em thấy tận mắt mà. Em à, hồi nãy á, anh chỉ nói chuyện đàng hoàng với anh Đức thôi. Mọi chuyện anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Mà không ngờ anh làm vậy với anh luôn á. Em biết rồi, em biết rồi. Anh có sao không? Có đau chỗ nào không? Anh không sao. Anh chỉ muốn lo cho em thôi. Anh không ngờ là em lại sống được với lại thằng chồng vũ phu côn đồ giống vậy. Mày luôn. Mày vũ phu. Thôi đi, anh thôi được chưa? Anh côn đồ vừa phải thôi đó. Anh nói chuyện bình thường không được hả? Bây giờ có chuyện gì á thì về nhà giải quyết. Anh không về. Tôi nói rồi, bây giờ có chuyện gì á thì về nhà giải quyết. Bây giờ ở đường xá đông đúc như này á, anh muốn nói cái gì? Tôi không cần biết. Cô sau lưng tôi đi qua lại với thằng này mà giờ không dám ba mặt một lời hả? Mà tôi cũng không ngờ là cô là một con đàn bà đĩ thỏa tới vậy đó. Anh vừa phải thôi nha. Nha. Cô dám gì một thằng chơ chẽn này mà cô đánh tôi. Được. Tao sẽ ly dị để mày với con đàn bà này được toàn nguyện. Dơ bẩn. Anh. Thôi mà em. Thôi kệ. Lần này á em về em ly dị với nó. Có gì á hai đứa mình làm đám cưới. Hả? Làm đám cưới gì em? Anh muốn chơi qua đường với em thôi mà. Anh nói cái gì vậy? Thì anh muốn chơi qua đường với em thôi chứ cưới hỏi gì. Anh. Thôi được rồi. Bây giờ anh có việc bận rồi. Anh về trước nha.